Cái chùa này á, là của cô Nancy nha quý vị, thông báo cho quý vị biết nha. Cô Nancy mà mới vô room sau này của mình á, là có là chủ chùa đó, của chùa nhỏ đó, thì có mời chúng ta tới để mà tổ chức buổi nói đạo ở chùa đó. À, bữa đó các bạn bên Cali thì nhớ tham gia ha. Rồi. Cali, Dallas là con đường. Dallas là tên con đường chứ không phải là Dallas, thành phố Dallas thôi nha. Chứ không phải bên Texas thôi. Dallas Drive, Grand Rome, Cali. 92840 là bên Cali chứ không phải bên Dallas, Texas. Rồi. À, xa thôi à, cái này là cô Nancy tổ chức đó nha quý vị, à, chuẩn bị mọi thứ rồi do cô Nancy công đức này rất là lớn ha, và quan hỷ với cô Nancy ha. Chắc ai Cali thì biết Grand Rô ở đâu ha, dễ ha. Biết ngay kỳ rồi ở Virginia thì Washington DC thì không có ai coi được, chỉ có những người ở trực tiếp thôi. Còn trên online thì hư vì đứt nét không coi được. Rồi, à, như vậy là chị thông báo cho quý vị biết ha. Đúng rồi đó, anh xin đó, anh xin đó như cái gì đó. Có người đang là ở đó, ta có người đó này, ở đó ta có người chuẩn bị máy móc đầy đủ ở đây, trực tiếp truyền hình luôn, phát sóng trực tiếp cho quý vị luôn ha. Xíu nha. Bữa đó hả, bữa đó là quỳ nhang điện luôn á. Bữa hỏi hỏi đâu ăn được là để nhang điện á, chứ không phải nhang thường nha. Nhang điện quỳ luôn. Nhà cả, là phải tới để phụ giúp nha, phụ giúp cho anh si là kiếm công đức kiếm phước nha. Hôm đó chắc cũng vui lắm, hôm đó chắc nghe cũng cũng đông à. Rồi bây giờ thông báo lần nữa là Nhật Hà Boss lại ha, tổ chức vào ngày 6 tháng 11 tại địa chỉ đâu, đưa lên tại đâu đó, vào lúc 4 giờ chiều, 4 giờ PM tại chùa nhỏ, địa chỉ số mấy đó, Boss lên lại coi. Việt Nam là 7 giờ AM, đúng rồi, 4 giờ chiều Việt Nam là 7 giờ AM tại chùa nhỏ. À, chùa chùa đặt tên là chùa nhỏ dễ thương không, chùa nhỏ là chùa nhỏ thiệt, chùa nhỏ nhà chỉ là cái chùa, những cái nhà nhỏ hay thôi, và là cái chùa rất ấm cúng quý vị. Chùa nhỏ 11412 Dallas Drive, Grand Rose, CA 92840. Ai có ở Cali add cái địa chỉ này vô ha, là bữa đó rồi. À, tới tham dự. À, sau buổi lễ có, sau buổi buổi học có gì đó, bánh trái rồi sơ sơ cho quan hỷ ha. Lộ trình có điện à, có đèn đèn điện á, nhang điện á, quỳ chừng nào hết điện thôi. Chỗ Nhật Hà giờ hạ xuống đây khoảng chừng nửa tiếng không, do Nhật Hà đó trên Pasadena xuống khoảng nửa tiếng ha, nửa tiếng hoặc hơn chút. À, là Như Hoa, đúng rồi, Như Hoa. À, thấy cô ta giơ tay, mời cô ta muốn có ý kiến gì. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ con tưởng là có ai mời
Cô Metta, con tưởng là thầy cho đọc Bali, thành ra con đưa tay, chứ con không có ý kiến gì thầy. Con sa thu, cái bữa đó con cố gắng, con ráng nghe bài thuyết pháp của thầy. Và cô, con sa thu là phước báo của cô Nancy đã thành lập được cái chùa. Dạ, chứ con không có ý kiến gì hết thầy. Dạ, thôi để con xuống mic. À, xà thú tưởng cô lên có ý kiến gì ha. À, thấy cô Nancy vô nè, cô Nancy lên cho bà con số thông tin về cái buổi cô tổ chức tại tại chùa nhỏ ha. Cô Nancy lên trình chương trình xa cho mọi người được quan hỷ ha. Rồi giờ giấc để người ta đón ở bên Úc giờ giờ đó mấy giờ cô Lê ta 4 giờ chiều bên Mỹ thì bên Úc mấy giờ? Mười một giờ trưa à, vậy ngon quá, vậy dễ mà coi được ha. Rồi mời cô Như Hoa là cô Nancy đó, Như Hoa là cô Nancy đó, cô Nancy Ross là Nancy 59 đây nè. Mời cô Nancy lên cho bà con chương trình biết chương trình nó như thế nào ha. Mời cô Nancy giơ tay đây, cô Nancy đâu rồi, hoan hỷ giơ tay lên rồi mời con. Dạ, con là Nancy, con xin kính chào chư tôn đức ở trong room. Con xin kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, nhân dịp thầy kinh đi qua Cali để dự cái lễ dân y ở Thích Ca Thiền Viện, với lại để thăm gia đình ở bên Cali, thì tụi con cũng mới nhân cái dịp này mời thầy đến chùa nhỏ để mà giảng pháp cho tụi con. Dạ, chỉ có vậy thôi. Dạ, không biết có ai ở trong room mà ở gần Garden Grove đó, hoặc là ở gần đâu đó, tại vì chùa nhỏ là ở ngay Garden Grove. Có ai mà ở gần đó thì là mời quý vị đến tham dự. Dạ, con xin hết ạ. Dạ thôi dạ, cái chương trình này không không kể là bạn nghe chương trình tổ chức làm sao đó. Nghe rồi sao kia rồi nghe xong có cho bạn gì không lên không kể đầy đủ cái nói chút xíu cho tao quan hỷ nha. Mà gọi là chị dạ dạ con xin lỗi, con cũng ít có nói nhiều đó, thành ra hồi nãy chỉ nói chút xíu. Dạ, thì cái chương trình á là sẽ từ ngày thứ thầy tới á, là ngày thứ sáu, mùng 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 sáu tháng 11. Dạ, thì qua ngày thứ bảy á, là tụi con mời thầy đến chùa nhỏ. Thì cái buổi đó sẽ tổ chức từ 4 giờ tới 6 giờ chiều. Rồi sau đó thì cũng có ăn uống nhẹ bữa tối, ăn cháo hay là ăn cái cây hay là cái gì gì đó tụi con sẽ, hay là chè, tụi con sẽ có một chút thức ăn sau buổi học pháp. Rồi có thể có một chút chuyện trò và với thầy để biết về thầy và thầy cũng biết về tụi con ở Cali chút xíu. Và cái đề tài bữa hôm đó là ta tìm lại chính ta. Vậy thôi, thầy cười rồi đó. Bữa nói hạt để quay lên 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 online. Để bữa bữa đó sẽ có quay cái video đó, nhưng mà có ai mà nghe trực tiếp lúc đó. Có liên hoan một việc. Ok rồi, có rứa có đủ chưa thầy?
thử xa thôi. À, bữa đó có trực tiếp không kìa, ta hỏi có quay trực tiếp coi trên đâu á, trực tiếp ở đâu á, cái chỗ bên cô thì trực tiếp lên đâu coi được. Thời gian sau kỳ thiết luôn. Mời cô Nancy coi cho biết khi mà mấy người mà quay ra để phát trực tiếp thì người ta coi đâu, Facebook hay là coi YouTube hay là coi ở gì đó. Cô Nancy lên trình bày cái mời cô. À, dạ, tụi con chỉ có dự định là quay video lại, nhưng mà con nghĩ là hình như cũng có nhiều vị là muốn nghe trực tiếp đó, thành ra là chắc là con sẽ là tạo cái Zoom á, như thường thầy thầy hay dạy vậy đó, tạo Zoom rồi xong rồi là để tất cả các vị có thể nghe thầy giảng online live. Như vậy có được không thầy? Khi mà có Zoom rồi thì con sẽ là thông báo. Rồi, vậy là sao đó ha, à, có zoom, mở cái zoom lên là lấy nguyên zoom nguyên như kỳ duyên đi được mà, đúng rồi, à, cô nhận nhắc đó, lấy cái zoom của nguyên như kỳ duyên nó cho dễ, ai cũng biết vô được hết. Cô Nancy nên lấy cái đó được đó cô, nói với nguyên như là giờ mở đưa cái cô cái gì đó. Rồi nói nguyên nhân tiếng là mình lấy cái đó mình hỏi khỏi mất công, tại vì ai cũng biết cái đó hết, chuyển cái host gì đó cho cô làm được à, vậy rất là xa thú ha, tiện lợi đôi điều ha. Ai cũng coi được hết ha. Nghe nhạc hả gì đây, tặng bài nhạc ha. Nghe nhạc rồi xa thú ha, xa thú cô Messi ha. Bữa đó quý vị sẽ thấy được dung nhan của cô chủ chùa nhỏ Nancy. Rồi, chương trình được thông báo vậy ha, coi cái gì ha. Rồi bây giờ mình trở lại của mình. Bây giờ bắt đầu chương trình của mình đây là bắt đầu đọc Bali trước, sau đó vài câu đố vui rồi học. Rồi xin mời cô gì đó. Không, nói chuyện không phải tu nữ, nói chuyện cũng bình thường. Nancy cũng là nữ sĩ phải kêu là nữ sĩ hay bây giờ kêu là nữ sĩ Nancy. Nữ sĩ, nữ sĩ. Rồi mời cô Nhật Quỳnh boss bài nha, cho quý vị lên đọc nha, à, sao đó. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết. Dạ, cảm ơn cô Thiện Dụ, cảm ơn cô Kim Nhung. Cảm ơn tất cả quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ tất cả quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính đảnh lễ Thầy, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin phép đọc Bali hôm nay trước. Samuccaya Sanggaha Vipaggo, những phân loại theo Abhidhamma. Đoà Sattativitta Vuttavattu Dhamma Salakkhana Khana tề sằng đà ni yatha yogang bhavat khami samut cha 72 pháp 1 tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng 1 niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sanggaho, Mithaka sanggaho, Bodhi bhakkhiya sanggaho, Sabba sanggaho, Chati
cha gia sằng gá hồ chát túc bí thồ quề đi tấp bồ. Toát yếu các phần loại phải được hiểu là có bốn. Toát yếu những loại bất thiện pháp, toát yếu những loại pháp hỗn hợp, toát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, toát yếu những pháp linh tinh. Ca thằng Akusala sằng gá hề tà quá chắc tà rồ à sa hòa cà mà sa hồ pha hòa sa hồ đích thà sa hồ á quýt trà sa hồ. Như thế nào để khởi đầu trong toát yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu? Tham một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn hữu lậu. Ba, tà kiến lậu. Và bốn, vô minh lậu. Vậy con đã đọc xong đoạn một. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bốt bài. Con kính cảm ơn thầy và cảm ơn đạo tràng, và con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Đức. Con xin kính chào thầy Kinh. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc tiếp phần 2 ạ. Chắc ta rô ô kha ca mô khô ca vô khô đít thi ô khô a quýt chô khô. Có bốn bộc lưu: một, dục bộc; hai, hữu bộc; ba, kiến bộc; bốn, vô minh bộc. Chattaro yoga ka ma yogo pawa yogo ditthi yogo avijja yogo. Có bốn trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chattaro gantha avijja ka ya gantho ya pado ca gia gan thô si lát ta ta pa rama so ca gia gan thô y đăng sắc cha phi ni huê so ca gia gan thô. Có bốn thắt chặt tứ phược: một, thắt chặt vào tham dục, tham ái thân phược; hai, thắt chặt vào oán ghét, sân độc phược; ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới thủ thân phược; bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phược. Chattaro upadana kha mupadanang dittupadanang silapatupadanang attawa Dupa đa năng. Có bốn chấp thủ, tứ thủ: một, dục thủ; hai, kiến thủ; ba, giới cấm thủ; và bốn, ngã chấp thủ. Chani varana ni kamachan đa ni varanang yapa đa ni varanang thi namitha ni varanang uthachakup chân ni vara năng quy chi tích cha ni vara năng avijja ni vara năng. Có sáu thiền cái chướng ngại: một, tham dục cái; hai, sân độc cái; ba, hôn cái; bốn, trạo hối cái; năm, hoài nghi cái; sáu, vô minh cái. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, em cảm ơn chị Nhật Huỳnh, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Thanh Hoàng, em cảm ơn chị Metta cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin đọc đoạn 3.
Ta nu sa già ca ma ra ga nu sa yo pha ga sa yo pa ti kha nu sa yo ma na nu sa yo di tha nu sa yo vi chi ki cha nu sa yo a vi cha nu sa yo. Có bảy tùy miên, tiềm miên, tâm tánh ngủ ngầm. 1. Ái dục tùy miên. 2. Ái hữu tùy miên. 3. Phận uất tùy miên. 4. Ngã mạn tùy miên. 5. Tà kiến tùy miên. 6. Hoài nghi tùy miên. Và 7. Vô minh tùy miên. Đa sa sằng dồ cha nà ni ca ma ra ga sằng dồ cha nằng rù ba ra ga sằng dồ cha nằng a rù ba ra ga sằng dồ cha nằng pa ti kha sằng dồ cha nằng ma na sằng dồ cha nằng đi thi sằng dồ cha nằng si lắp ba ta ba ra ma sa sằng dồ cha nằng quy chi kích cha sằng dồ cha nằng út thách cha sằng dồ cha nằng a quy cha sằng dồ cha nằng sút tần tề. Theo kinh tạng có 10 thằng thúc: triền dây trói buộc, triền 2 ái sắc triền, 3 ái vô sắc triền, 4 phẫn uất triền, 5 ngã mạn triền, 6 tà kiến triền, 7 giới cấm thủ triền, 8 hoài nghi triền, 9 phóng dật triền và 10 vô minh triền. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sầm Khà giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn chị Netta, Thiện Vũ và Kim Nhung, cha Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cha Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị. Trong khi chờ đợi bằng tay, Nhật Quỳnh xin phép được đọc trước. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý ba vị cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào thầy Kinh, Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ, con xin đọc đoạn 4 ạ. Abara Midasasam Abara Nidasasam Yo Chanani Kamara Gasan Yo Chanang Pawara Gasan Yo Chanang Bati Kha sang yo chanang ma na sang yo chanang dik thi sang yo chanang si lap bap tap ba ra ma sa sang yo chanang vi chi kik cha sang yo chanang ik sa sang yo chanang ma cha ri ya sang yo chanang a vi cha sang yo chanang a vi tham me. Dạ, cảm ơn Thanh Hoàng. Theo vi diệu pháp Abhidhamma có 10 thằng thúc gây trái buộc khác. 1. Luyến ái duyên theo dục lạc. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. 3. Sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. 7. Hoài nghi. 8. Ganh tị. 9. Sân tham. Và 10. Vô minh. Đa sa ki lê sa lô phô đô sô mô hô ma nô đích ti vi chi ki cha thị năng út tha chăng a ri hi
Ahiri Càng Anot Tắc Bằng. Có 10 ô nhiễm phiền não: 1. Tham ái, 2. Sân hận, 3. Si mê, 4. Ngã mạn, 5. Tà kiến, 6. Hoài nghi, 7. Hôn trầm, 8. Không giật, 9. Không hữu thẹn, tội lỗi, và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. Asakwa de suvanet takka mapavana me nata batuka tanha atip atip beta sila batabara maso idang sacha finiwe so atawa lupa da nang ca tatha pavang. Hoa hoa tăng định thì gạt tê. Đọc sai rồi, con xin đọc lại. Hoa hoa tăng định thì gạt ta mê ba ba phút chắc tê. Nên trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc đồng tham ái dựa trên đó, cùng thể ấy chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thuyết linh hồn trường cũ. Chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Nam mô Bích Thà Dạ. Dạ, đoạn 4 đến đây đã chấm hết con. Thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, kính tri ân thầy kinh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị tiếp tục ạ. Con xin phép được xuống mic. Dạ, con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính chào, con xin kính đảnh lễ chư tôn đức ở trong room. Con xin kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin được đọc ạ. Samuchaya sanggaha vipago vipago, những phân loại theo Abhidhamma. Và sata ti vita vuta vatu thamma salakana te sangdani yatta yogam avakkhami savuk mukkhayam. 72 pháp, 1 tâm cộng với 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng 1 niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sangaho, nissaka sangaho, bodhipakkhiya sangaho, sabba sangaho, jati samuccaya sangaho, catuhito, veditappo. Toát yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn. Toát yếu những loại bất thiện pháp, toát yếu những loại pháp hỗn hợp,
Quát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, quát yếu những pháp linh tinh. Các tầng Akusala Sangahe Tà Quachat Tà Rô A Soát A Sát Hòa Tà Má Sát Hồ Pháp Hòa Sát Hồ Đích Thà Sát Hồ A Vích Chà Sát Hồ. Như thế nào để khởi đầu trong quát yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu? Một, tham dục hay dục lậu. Hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn hay lũ lậu. Ba, tà kiến hay kiến lậu. Và bốn, vô minh hay vô minh lậu. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con xin cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá, con thành kính lễ đại đức Pháp Trang cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đoàn, mến chào Pháp Vương Lào Cai và cảm ơn Thiên Vũ. Và Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị ạ. Dạ, con kính lễ ba ngôi tam bảo, con kính lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu ạ. Con xin đọc bài ạ. Chát
thi ô go a quýt a quý chô go. Có bốn bộc lưu, một dục bộc, hai hữu bộc, ba kiến bộc, bốn vô minh bộc. Chattaro yoga kama yoga pha hoa yoga dithi yoga avicca yoga. Có bốn trói buộc, tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chattaro gantha afi cha kajama gantho yapado yapado kaya gantho silapatapa ramaso kaya gantho idang sakcha fini hueso kaya gantho. Có bốn thắt chặt tứ phược, thắt chặt vào tham ái thân phược, hai thắt chặt vào oán ghét sân độc thân phược, ba thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm giới thủ thân phược, bốn thắt chặt vào quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý ngã kiến thân phược. Chattaro upadana kamupadana nittupadana sila batu padanang attawa du padanang. Có bốn chấp thủ, tứ thủ, một dục thủ, hai kiến thủ, ba giới cấm thủ và bốn chấp ngã thủ. Chani waranani kamachandani waranang japadani waranang thinamit thani waranang uthak chakuku kuk aniwaranang wichikichani waranang achichana chahuira wiwaranang. Có sáu triền cái, chướng ngại, tham dục cái, sân độc cái, ba hôn thủy cái, bốn trạo hối cái, năm hoài nghi cái và sáu cái. Dạ con đã đọc xong, con có sai, con xin thầy và quý đạo hữu sửa cho con. Con xin xuống mic và xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Dạ con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ quý cô tu nữ. Dạ con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài, con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Sattā nusayā kāma rāga nusayō pāvara gā nusayō patikha nusayō mānā nusayō ditthā nusayō vicikicchā nusayō avicchā nusayō. Có bảy tùy miên, tiềm miên, tâm tánh ngủ ngầm. 1. Ái dục tùy miên. 2. Ái hữu tùy miên. 3. Phận uất tùy miên. 4. Ngã mạn tùy miên. 5. Tà kiến tùy miên. 6. Hoài nghi tùy miên. Và 7. Vô minh tùy miên. Dasa sang yo chana nika mara gasa gasang yo chanang rupara gasang yo chanang arupara gasa gasang yo chanang patiha sang yo chanang mà na sang yo cha nang đi thi sang yo cha nang si lap pata para mà na sang yo cha nang vi chi kích cha sang yo cha nang út thắc cha sang yo cha nang a vi cha sang yo cha nang xuất tam tề. Theo kinh tạng có 10 thằng thúc triền dây trói buộc. 1. Ái dục triền. 2. Ái sắc triền. 3.
ái vô sắc triền, 4. Phận uất triền, 5. Ngã mạn triền, 6. Tà kiến triền, 7. Giới cấm thủ triền, 8. Hoài nghi triền, 9. Phóng dật triền và 10. Vô minh triền. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Con xin phép được xuống mic. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ. Con xin được đọc tiếp. Dạ. Aparanitassa sammiyo chana nikama ra rasa rasangyo chanang phagwa raga samyo chanang patika samyo chanang mana samyo chanang ditthi samyo chanang silapatta parama sa samyo chanang vichi Vichikikna samyo chanang isa samyo chanang makchariya samyo chanang avichya samyo chanang apithamme. Theo vi diệu pháp apithamma có 10 thằng thúc dây trói buộc khác. 1. Luyến ái duyên theo dục lạc. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. 3. Sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. 7. Là hoài nghi. 8. Là ganh tị. 9. Là san tham. Và 10. Là vô minh. Dasa kilesa lopo doso moho mano ditthi vichikicca thinang uttacang ahirikang anottapang. Có 10 ô nhiễm phiền não. 1. Tham ái. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Hoài nghi. 7. Hôn trầm. 8. Phóng dật. 9. Không hổ thẹn tội lỗi. Và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. Asawa di su panetha kamapha wanamena tapatu tapatu ka tanh ha apipeta sila pata paramaso idang satya fi vineso atawa rupa danang chata chatantha fa wan tang lintthi ga đinh thị gã tạ mê và pa vục cha tị. Nơi đây trong sự phân loại các ô nhiễm, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái đưa dựa trên đó, cùng thế ấy chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thuyết linh hồn trường cửu chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ con xin hết ạ. Có gì sai con mong thầy chỉ dạy thêm cho con ạ. Dạ. Con xin được xuống mic ạ. Dạ.
thầy nhá, Nam mô Tam Bảo nhá, Nam mô Sang Khả nhá. Rồi chắc khách ai lên đọc không? Alo, còn ai không? Còn ai lên đọc không? Rồi thôi, đi vô câu hỏi nha, vài câu hỏi đố vui trước, ai lãnh trứng đừng lãnh ha. Rồi cái này dễ nha, dễ thôi nha. MC đâu rồi? MC thư ký chứ, thư ký. Câu số 1, thư ký có câu số 1. Các tâm thiện nào sinh lên, các tâm thiện nào sinh lên, có ba nhân và có bao nhiêu thọ? Không hỏi. Các tâm thiện nào sinh lên, có ba nhân và có bao nhiêu thọ? Không hỏi. Rồi, câu này dễ. Ui ha. Các tâm thiện nào sinh lên, có ba nhân và có bao nhiêu thọ? Rồi, mời cô MC lên điều động chương trình ha. Réo gọi từng người lên để chúng ta trả lời. Mời cô Nhật Quỳnh lên làm việc nha. Nam mô Bụt A Di Đà. Thầy ơi, thầy giao trách nhiệm này cho Nhật Quỳnh nặng quá nặng luôn. Thầy là người đứng điểm danh từ tên thì quả mai với còn Nhật Quỳnh mà cứ kéo hoài hay là chắc hồi là bị ăn cháo lương quá. Hay dạ quý vị trong đạo tràng hoan hỷ cho Nhật Quỳnh nha, đây là lệnh nha, chứ Nhật Quỳnh không có muốn cầm mít đâu, mời quý vị đâu nha, để thầy mời, bây giờ thầy giao thì Nhật Quỳnh phải làm thôi. Dạ, Nhật Quỳnh xin đọc lại câu hỏi. Một, các tâm thiện nào sanh lên có ba nhân và có bao nhiêu thọ? Mời Nhật Quỳnh điểm danh nha. Dạ, Nhật Quỳnh mời chị Mata. Dạ, chị Mata là trưởng nhóm. Dạ, trưởng nhóm của Phật tử và rất là tinh tấn, chịu khó học bài. Kính mời chị. Đừng lo chị, chị cứ việc trả lời đi. Trả lời thầy không nỡ cho chị ăn học dịch đâu. Dạ, kính mời chị nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Trời ơi, cô Nhật Quỳnh hôm nay chắc cho tôi lên trước đã ăn học dịch nhiều quá. Chứ Meta đã nói rồi. Dạ, Meta sơ cơ lắm, Phật Pháp hiểu ít lắm quý vị ơi. Mà mới vô là cho lên nói, lần nào cũng lên chắc là ăn thôi, thì có học dịch thì về ăn cũng tốt thôi. Rồi ăn học dịch rồi nhớ, để nhớ bài. Dạ, trước hết còn kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, còn kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, còn kính đảnh lễ thầy, còn kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, để con đọc câu hỏi số 1. Có tâm thiện nào sanh lên, có ba nhân và có bao nhiêu thọ? Thì trong này câu này có hai vế, ba vế. Phải xác định cái tâm đó là tâm thiện. Tâm thiện thì sanh lên có thể có ba nhân hoặc là không đủ ba nhân. Nhưng ở đây cho câu hỏi là cái tâm thiện này phải có ba nhân. Đó là cái mấu chốt thứ nhất là phải có ba nhân. Và mấu chốt thứ nhì là có bao nhiêu thọ. Vậy để con suy nghĩ, con lần lượt trả lời. Là con nhìn vào cái bảng niêu coi cái tâm nào là tâm thiện có ba nhân, trước nhất là có ba nhân. Dạ, thì con thấy rằng tâm thiện mà có đầy đủ ba nhân thì đó là bốn cái tâm thiện: dục, giới, tịnh, hảo, hợp trí. Thì bốn tâm thiện này có đủ ba nhân.
để con nói về nhân trước. Rồi thọ thì hai tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí, tức là nó có đủ ba nhân và nó có cái thọ hỷ. Rồi hai tâm thiện, hợp trí mà thọ xả thì cũng có đủ ba nhân và nó có cái thọ là thọ xả. Đó là riêng về bốn cái tâm. Và con nói lại là hai tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí đó có ba nhân và thọ hỷ. Còn hai tâm thiện có đủ ba nhân, đó là hai tâm thiện, hợp trí, thọ xả và có cái thọ là thọ xả. Rồi bây giờ lần xuống thì con thấy là về năm tâm thiện vô sắc thì và năm tâm thiện vô sắc này cũng có đủ băng là vô tham, vô sân, vô si. Và bốn cái tâm thiện sơ thiện, thiện nhị thiện, thiện tam thiện, thiện tứ thiện thì là thọ hỷ. Còn cái tâm thiện ngũ thiện thì thọ xả. Và rồi lần xuống là bốn cái tâm vô sắc giới, bốn cái tâm thiện vô sắc giới thì cũng có đủ ba nhân vô tham, vô sân, vô si. Và bốn cái tâm thiện này thì đều là thọ xả. Và rồi lần xuống và lần xuống 20 tâm đạo siêu thế thì cũng đều có đủ ba nhân vô tham, vô sân, vô si. Và về tâm sơ đạo thì bốn cái tâm sơ đạo, sơ thiện, sơ đạo nhị thiện, sơ đạo tam thiện, sơ đạo tứ thiện thì đều thọ hỷ. Và sơ đạo ngũ thiện thọ xả. Rồi đến nhị đạo cũng vậy. Bốn cái tâm nhị đạo sơ thiện, nhị đạo nhị thiện, nhị đạo tam thiện, nhị đạo tứ thiện thì thọ hỷ. Và nhị đạo ngũ thiện thì thọ xả. Tam đạo cũng vậy, bốn tâm, tam đạo sơ thiền, tam đạo nhị thiền, tam đạo tam thiền, tam đạo tứ thiền thì thọ hỷ. Và tam đạo ngũ thiền thì thọ xả. Về tứ đạo cũng vậy, tứ đạo sơ thiền, tứ đạo nhị thiền, tứ đạo tam thiền, tứ đạo tứ thiền thọ hỷ. Và tứ đạo ngũ thiền thì thọ xả. Và là đó là các tâm thiện có đầy đủ ba nhân. Và lần lượt là thọ hỷ hoặc thọ xả. Và con phân tích như vậy không biết còn chỗ nào thiếu sót, đúng sai như thế nào thì con xin trả mít cho thầy để thầy cho con biết ạ. Alo, 1, 2, 3, có nghe rõ không quý vị ơi? À, nghe rõ, rồi. Đúng không quý vị? Alo, đúng không? Ai đúng cho cái bông coi. Đúng không? Đúng cho bông. Đúng cho bông, cho bông, cho bông lên. Trật rồi cho học dịch. Đúng không? Alo. Còn ai nói không? Rồi, như vậy là chính xác, cô Meta đã trình bày rất là rõ ràng, rất là đầy đủ. Sa thú, sa thú, 10 điểm, sa thú, 10 điểm.
Rồi, quý vị cho tặng bông con Mata đi. Quá tuyệt vời ha. Mata kìa này phân tích tuyệt vời ha. Đâu đó rõ ràng, chi tiết ha, không sót cho mà ha. Rồi, xà thú cơ Mata. Hoàn hỷ quá ha, xà thú. Rồi, qua câu 1 ha. Cô Mata là giải quyết câu 1 cách dễ dàng ha. Rồi, câu số 2. Câu số 2. 10 điểm đó cô, cô lãnh được 10 điểm đó cô. Cô Mata cái này là 10 điểm luôn. Câu số 2. Thọ hỷ có mặt nơi nào thì thiện pháp có mặt nơi đó phải chăng? Thọ hỷ có mặt nơi nào thì thiện pháp có mặt nơi đó phải chăng? Rồi, thọ hỷ có mặt nơi nào thì thiện pháp có mặt nơi đó phải chăng? Rồi, mời cô Nhật Quỳnh làm việc nha. Nam Mô Bụt Thầy, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào, kính chào thầy kinh, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không quý vị? Dạ, cảm ơn Trọng Nguyễn. Dạ, con xin được đọc câu số 2. Dạ, cảm ơn Thanh Hoàng, cảm ơn Thiền Vũ. Thọ hỷ có mặt nơi nào, thiện pháp có mặt nơi đó phải chăng? Dạ, Nhật Quỳnh xin phép đạo tràng nha. Nhật Quỳnh có kêu ai thì cũng nhị cái lòng quan hỷ với lại biết quý vị là có khả năng trả lời. Nên quý vị quan hỷ nha, thương mà kêu chứ không phải ghét mà kêu đâu nha. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời cô Nancy. Nhật Quỳnh thấy cô Nancy tạo nhiều được nhiều thiện pháp và học cũng rất là giỏi. Dạ, kính mời cô Nancy ạ. Dạ, con xin cảm ơn cô Nhật Huỳnh cho con trả lời cái câu này. Dạ, thọ hỷ có mặt nơi nào thì thiện pháp có mặt nơi đó phải chăng? Dạ, dạ thưa không có đúng. Là vì có những cái chẳng hạn như có những tâm tham mà thọ hỷ, nhưng những tâm tham này thì không phải là thiện pháp. Dạ, nghe con xin hết ạ. Rồi, đúng không quý vị? Hello, đúng không? Đúng không? Đúng rồi, xà thử chính xác. Tâm tham cũng thọ hỷ vậy, là phải hỷ, hỷ, hoàn hỷ là thiện pháp rồi ha. Cho nên hỷ nó cũng có mặt trong tâm tham như thường. Rồi, cô Nancy trả lời một cách gọn gàng, nhẹ nhàng ha. 10 điểm xà thử mà cho dễ quá quý vị, không ai học dịch hết rồi. Rồi, giờ câu số 3. Câu số 3. Hãy kể ra năm uẩn. Cái nào là danh, cái nào là sắc? Chấm hỏi. Và có mặt trong các cõi nào? Hãy kể ra năm uẩn, cái nào là danh, cái nào là sắc, chấm hỏi, và có mặt trong các cõi nào. Số 3. Thấy chưa? Hãy kể ra năm uẩn, cái nào là danh, cái nào là sắc, và có mặt trong các cõi nào. Câu này để coi giờ tới tôi kêu nha. Kêu cô Hà 0420 mời cô Hà lên giải quyết giùm câu này lấy 10 điểm coi. Mời cô Hà nha.
Nam mô Bụt Tha, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ con kính ân lễ ngài Chư Đức Thi Thân Đức Tăng, con kính chào các cô tu nữ, con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Dạ cái này là thầy ép con rồi đó thưa thầy. Dạ chắc là dạ. Uẩn dạ uẩn có năm uẩn sắc uẩn thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn sắc uẩn thì là 28 sắc pháp, mà thọ uẩn là tâm sở thọ, mà tưởng uẩn là tâm sở tưởng, hành uẩn là 50 tâm sở còn lại trừ thọ và tưởng, thức uẩn thì tất cả 121 cái tâm. Dạ. À, năm uẩn thì ở cõi dục thì có đủ năm uẩn, trừ khi cái người nào nó khiếm khuyết thì cái thần kinh nào mà mất thì không có thọ uẩn. Bốn uẩn cũng có là ở cái cõi vô sắc thì không có sắc uẩn. Còn cõi vô tưởng thì chỉ có một uẩn, chính là chỉ là có sắc thôi, không có tâm. Dạ con nói vậy hết rồi thưa thầy. Dạ con xin chấm, nói lại cho rõ hơn, nói rõ phần nào cho thưa thầy liệt kê lại năm uẩn, hay là nói rõ ở cái phần uẩn ở cõi này. Dạ, nói hết. Năm uẩn gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thì thức uẩn tức là 121 cái tâm, đó tức là danh. Hành uẩn tức là 50 tâm sở còn lại trừ thọ và tưởng. Tưởng uẩn tức là tâm sở tưởng, mà thọ uẩn tức là tâm sở thọ, và sắc uẩn tức là sắc pháp, 28 sắc pháp. Dạ, năm uẩn thì ở cái cõi dục sẽ có đầy đủ năm uẩn. Cõi sắc giới thì có bốn uẩn. Cõi vô sắc giới thì có bốn uẩn trừ cái sắc uẩn đi, vì ở cõi này không có sắc. Và cõi vô tưởng thì chỉ có một uẩn, vì cõi này chỉ có sắc thôi, không có tâm. Dạ, con nói gì đủ chưa thưa thầy? Rồi, con trăm mít rồi. Đúng không vậy? Đúng không vậy? Cô Như Hà nói là năm quẩn là có thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức, đúng không? Rồi, thọ quẩn là tâm sở thọ, đúng không? Tưởng quẩn là tâm sở tưởng, hành quẩn là 50 tâm sở còn lại, sắc quẩn là 28 sắc pháp, đúng không? Cô nói vậy là đúng không quý vị ơi? Quý vị ơi, alo, đúng không? Rồi, ngũ quẩn có mặt trong cõi dục giới, đúng không? Có đủ trong cõi dục giới, đúng không? Đúng ha, rồi sắc của cõi sắc giới có năm uẩn không? Cõi sắc giới có năm uẩn không? Hình như nãy thiếu này đó nha, không biết phải không? Cõi sắc giới có năm uẩn không? Hình như nãy cô Hà nó thiếu này không ta? Thiếu, đúng rồi, thiếu cõi sắc giới. Cõi sắc giới có năm quẩn, nhưng mà cõi vô tưởng thì có một quẩn. À, cõi vô tưởng quẩn là sắc quẩn. Rồi, cõi vô sắc thì có mấy quẩn? Cõi vô sắc thì có mấy quẩn? Bốn quẩn là gì? Sắc thọ tưởng hành, đúng không? Bốn quẩn là sắc thọ tưởng hành, đúng không? Thọ tưởng hành thức, ok, xà tử, thọ tưởng hành thức, xà tử,
Rồi, như vậy là chính xác ha. Câu này là cô Như Hà nói thiếu chút xíu ha. Thì thay vì được 10 điểm giờ bị trừ 2 điểm còn 8 điểm rồi. Xà lúc. Rồi, hôm nay xà lúc ha. Được ai cũng lấy điểm cao không ta, không ai học dịch không ta. Rồi, câu chót nha. Câu chót xong học bài nha. Khi hành thiền. Thọ khi nào có mặt? Khi hành thiền, thọ khi nào có mặt? Khi hành thiền, thọ khi nào có mặt? Nguyên Trang mới vô rồi mà, mời Nguyên Trang lên giải quyết câu này coi. Khi hành thiền, thọ khi nào có mặt? Mời Nguyên Trang giơ tay lên coi. Nguyên Trang nó mất rồi. Rồi, mời Nguyên Trang. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào Thầy Kinh và toàn thể Đạo Tràng. Dạ, Thầy, con mới vừa vô thức thầy họ. Sao thầy bắt con liền, thầy cho người khác đi thầy, từ con chưa biết chuyện gì đang xảy ra thầy. Thầy không cho con... thầy mời câu hỏi hả thầy, câu hỏi khi hành thiền thọ khi nào có mặt, khi mà thân khi hành thiền, trời ơi vậy chắc con phải vô ngồi thiền để con coi khi nào thọ nó xuất hiện quá thầy. Khi hành thiền thọ lúc nào có mặt? Khi hành thiền thì thân xúc chạm. Thọ khi hành thiền thì thọ lúc nào nó cũng có mặt hết thầy, nhưng mà lúc đó thí dụ như thọ lúc nào nó cũng có mặt hết thầy. Nhưng mà thọ đau, thọ khổ hay thọ lạc là tùy vào cái lúc mà hành thiền, cái đó mình cảm thọ như thế nào thôi thầy. Dạ con nói. Con nói chung gì không biết, con thấy con nghĩ con nói vậy chắc bị la quá. Thì con nghĩ là thọ thật ra trong khi không đợi mà khi hành thiền nữa, mà mình trong cuộc sống hàng ngày thọ cũng có mặt, nhưng mà mình không có sự chú tâm thôi. Nếu mà mình có sự chú tâm, mình sẽ thấy là cái cảm thọ đau hay là cảm thọ hỷ hay là cảm thọ lạc gì đó thầy, nó đều có mặt hết. Thôi con xuống nha thầy, con nói vậy đó thầy. Dạ con xin xuống mic nè. Xa thú, xa thú hãy giỏi thọ đâu phải đợi nó hành thiền mới có mặt, thọ lúc nào cũng có mặt. Vậy lúc ngủ có mặt không? Cái gì lúc ngủ thọ có mặt không? Có đúng rồi, xa thú ngủ cũng có mặt ha. Thì khi nào có tâm là có mặt, đúng rồi. Không tâm mới không có mặt, thọ có tâm hộ kiếp vẫn có thọ như được. Vậy thì giờ mình lúc nào mình cũng có thể quán thọ cách dễ dàng chứ đâu cần gì nào có mặt. Khi thọ, khi mà thở vô thở ra thì cảm thọ gì sanh lên mình biết vậy thôi chứ đâu cần gì. Đó là cái câu này để cho chúng ta biết là thọ nó có mặt trong tất cả mọi nơi ha. Lúc nào cũng có, giờ chỉ cần mình nói như Nguyên Trang ha, cũng xà thú ha, chú ý tới quan sát và thấy cảm thọ sinh khởi. Lúc nào không có sự đau khổ của thân, không nào lúc nào không có sự cảm thọ lạc của thân thì có thể là nó cảm thọ xả, hoặc là khi nào có hỷ thì nó cảm thọ hỷ, thì vậy thôi. U thì nó cảm thọ u vậy thôi, tức là lúc nào nó sanh lên thì mình quán lúc đó. Còn nếu không có hỷ, không có u
không có lạc, không khổ thì nó thuộc về thọ xả. Thọ là tâm, đúng rồi, tâm sở hành có mặt trong tất cả các tâm. Thì như vậy giờ nếu mình nói là mình ngồi thiền, bắt đầu mình để tâm ở trên đầu, để tâm ở vai, để tâm ở trước ngực, để tâm ở trước trán, để mà tìm cái thọ, thì như vậy có hợp lý không quý vị? Quý vị thấy gì có hợp lý hay không? Đúng, nó hợp lý, nó để tụi mình đâu cần phải để đâu, cứ thở vô thở ra quan sát thì thọ sanh thì mình biết thọ sanh biết thôi, chứ có gì đâu phải tìm cách này cách kia để đi đi tìm thọ. Thọ nó có mặt tất cả mọi nơi mà mình đi tìm thọ chứ. Đó là vấn đề để chúng ta giải quyết cái khúc mắc ha. Bao nhiêu người cứ tìm cách này cách kia để tìm thọ, tìm mọi nơi, ngồi nhìn hoài không thấy thọ đâu hết, ai về nó ngay trước mặt mình ha. Rồi, xà đấu, xà đấu. Rồi, bây giờ là cái bài học tuần mấy tuần trước là tới đâu, mời quý vị lên, ai lên đọc lại dùm cái bài đó coi. Rồi, mời cô Dung lên đọc cái bài đó, học tới đâu đọc nha. Mời cô Dung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, con thầy, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con thưa thầy, bài ngày 15 tháng 10 là bài về tứ phược, chất tà, rồ, gan, thà. Dạ, gan tha là bó buộc, là phược. Phược là ràng buộc, là bị bó buộc, sự đời. Danh phược là bị danh câu thúc, phược là bị bó buộc, nhưng không thắt chặt. Là hay còn gọi là ách, là kết. Phược là sự ràng buộc thành nhóm, cột chắc lại. Pháp cột chắc làm thành nhóm, gọi là nhóm cột chắc. Có bốn. Một, tham ái thân phược, aphiccha cà giác gần thồ. Hai, sân độc thân phược, và bà đồ cà giác gần thồ. Ba, giới cấm thủ thân phược, xì lắp bát tát bát rà mà sổ gần thồ. Bốn, ngã kiến thân phược, y đằng sắc trà phi ni huệ sổ gần thồ. Một, tham ái thân phược, á phí trà cà gia gần thồ. Á phí là cao tột, căn chi là sự đốt cháy. Á phí trà, ngọn lửa tham ái thiêu đốt thân tâm một cách mạnh mẽ. Không có lửa nào bằng tham ái, không có ngục tù nào bằng sân hận, không có lưới nào bằng si mê, không có sông nào như sông ái. Tham ái thân phược là cột trói thân danh sắc cả hiện tại và vị lai, trói chặt thân danh và thân sắc vào sáu cảnh, làm cho tâm sở và sắc bị bó buộc vào cảnh. Sáu cảnh đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Có 10 sự cột trói: mẹ, cha, vợ, con, thân tộc, bạn, tài sản, lợi lộc, danh vọng và năm dục tăng trưởng. Chi pháp là tâm sở tham cộng với 8 tâm tham. 2 là sân độc thân phược, gia đồ cà giác gần thù của gia bà đá hay gia bà đá, bực tức, ác cảm, ác tâm. Gia bà đồ cà giác gần thù là sân độc, phẫn uất, sự sân giận, oán thù, trói buộc cả thân danh và thân sắc. Có 9 pháp sân độc thân phược với chúng sanh do ác tâm. 1. Cả ấy đang làm hại đến ta. 2. Kẻ ấy đã làm hại đến ta. 3. Kẻ ấy sẽ làm hại đến ta. 4. Kẻ ấy đã làm hại đến người thân của ta. 5. Kẻ ấy đang làm hại đến người thân của ta. 6. Kẻ ấy sẽ làm hại đến người thân của ta. 7. Kẻ ấy đã làm lợi đến kẻ thù của ta. 8. Kẻ ấy đang làm lợi đến kẻ thù của ta. 9.
kẻ ấy sẽ làm lợi đến kẻ thù của ta. Chi pháp, tâm sở sân, cộng với hai tâm sân, và phần ba là giới thủ thân phục, là hôm nay thưa thầy. Dạ, đó là toàn vẹn bài ngày 15 tháng 10 ạ. Dạ, con kính tri ân thầy ạ. Con kính dâng mic này cho thầy. Đây, xa đâu. À, cảm ơn cô Nhung ha. À, giờ mình tiếp tục số 3. Giới thủ thân phật. Giới thủ thân phật. Si lấp bát tát ba ra ma so ca giác gần thô. Si lấp bát tát ba ra ma so ca giác gần thô. Giới thủ thân phật. Rồi lấy chữ si lấp bá xuống. Si lấp bá. Hai chấm. Nghi thức cúng tế, lễ bái hay giới cấm là si lấp bá. Nghi thức cúng tế, lễ bái hay giới cấm. Tức là ý nghĩa của cái chữ si lấp bá này, tôi cho anh biết đó là cái những cái hình thức nghi, những cái cách mà nghi thức cúng tế này kia nọ, lễ bái này kia nọ, hoặc là những giới cấm được đặt để ra ha, là si lấp bá. Rồi bắt cái chữ Paramaso xuống. Paramaso. Paramaso. Dính mắc, bị nhiễm, lầm đường, xu hướng theo. Dính mắc, bị nhiễm, lầm đường, xu hướng theo. Rồi, đó là cái ý nghĩa của cái chữ dính mắc, cái chữ Paramaso, Paramaso. Dính mắc hay bị dính mắc, bị nhiễm, hoặc bị lầm đường, hoặc bị xu hướng theo. Rồi mình lấy riêng cái chữ Para xuống, lấy chữ Para xuống. Bên ngoài đạo lộ. Bên ngoài đạo lộ. Bên ngoài đó. Rồi như vậy ba cái chữ này và những cái này mình ráp lại nguyên cái câu ở trên. Giới thủ thân phật ghi lấy xuống hết luôn. Silap bata bara ma so ka ya gan tho, bắt xuống hết luôn. Hai chấm. Gìn giữ những nghi lễ. Gìn giữ những nghi lễ. Giới cấm lầm lạc ngoài đạo lộ giải thoát. Ngoài đạo lộ giải thoát. Gìn giữ những nghi lễ. Giới cấm lầm lạc ngoài đạo lộ giải thoát. Rồi, như vậy là ở cái chi pháp hôm nay là giới thủ thân phật ha, là nói cho mình biết là một cái sự mà gìn giữ, một cái sự mà thực hiện những nghi lễ, những cái giới cấm mà nó đi lệch hướng, nó đi ra ngoài cái đạo lộ giải thoát, tức là nó không đưa đến một cái cứu cánh giải thoát, tức là nó đi ngược lại, tức là thay vì giải thoát mà nó không giải thoát mà nó luân hồi. À, thì như vậy khi mà mình thực hiện những cái giới cấm này, thực hiện những nghi lễ này, thì nó sẽ đưa chúng ta luân hồi sanh tử triền miên ha, và không thể thoát ra được. Thì như vậy đó là ngoài đạo lộ giải thoát. Đúng rồi, ngoài bát chánh đạo, tức là ngoài cái con đường mà để đi đến để chấm dứt sanh tử. Thì những cái loại mà giới thủ thân phược này nó làm cho mình bị sai lệch, mình bị cái tâm mình bị lạc đường á, bị giống như là mình đi bắt cái GPS đi, mình bắt lộn đi lạc đường đi luôn ha. À, thì như vậy những cái giới cấm, những cái nghi lễ tổ chức này kia nọ mà nó không đem đến cái lợi ích giải thoát, mà nó đem đến cái sự chấp thủ, đem đến cái sự mà
bám thủ vào những cái cảnh đó, tức là mình cho rằng những cái nghi lễ này mình làm nó sẽ đem đến những cái lợi ích, đưa đến sự giải thoát. Những cái giới cấm này giúp cho mình được là tốt đẹp, được sanh về những cái nơi an lạc, hạnh phúc, vân vân ha. Thì những cái giới cấm này, những cái nghi lễ này nó không đi vào trong đạo lộ giải thoát thì tất cả đều gọi là giới thủ thân phước. Những bậc thánh thì không bao giờ có những cái xu hướng này. Những người, những bậc thánh, người ta không còn bị dính vào những cái nghi thức mê lầm, những cái nghi thức mà ta phải. Bởi vì sao? Bởi vì những ngài thấy rõ, các bậc thánh ta thấy rõ được những cái cách đó, những cái con đường đó là nó đưa tới sự đau khổ, những cái con đường nó đưa đến sự tái sanh luân hồi, sanh tử trong vô lượng kiếp nếu mình cứ như vậy không. Và nếu mà mình cứ thân cận những cái cách như vậy đó, mình cứ tiếp cận những cái sự việc như vậy, mình thực hành những sự việc vậy, mình gần những người đó, mình gieo những cái duyên với những người đó thì chúng ta cũng sẽ phải bị đi theo luôn. Bởi vì nó rơi vào trong gọi là cận nghi duyên ha, mình dính vào trong đó ha, mình bị dính mắc vào những cái đó thì chúng ta sẽ đi theo những cái cách đó và mình hành theo những pháp đó. Và khi mình hành theo những cái pháp mà nó ngoài đạo lộ giải thoát đó, thì chúng ta chỉ có con đường chết ha. Trước sau gì cũng rơi xuống những cõi khổ và cứ luân hồi sanh tử như vậy. Đó là một số định nghĩa chúng ta thấy về giới thủ thân phược như vậy ha. Rồi xuống dòng a, những nghi thức cúng tế tà pháp, hai chấm, những nghi thức cúng tế tà pháp. Dòng sắc sanh, linh thú, bò, voi, sư tử, chấm chấm chấm, được coi là linh vật. Sắc sanh, linh thú, bò, voi, sư tử, rắn rít gì trong búa heo gì đó, coi là linh vật. Thì những cái mà nghi thức cúng tế này được xếp vào gọi là tà pháp. Chẳng hạn mình sát sanh, mình giết một sinh vật nào để mình cúng tế, mình nghĩ rằng cái sự sát sanh này nó sẽ đem đến cái lợi ích, sẽ đem đến cái sự an vui cho mình, cho gia tộc, cho tổ, cho gì đó, đó. Thì chính vì cái vấn đề này chúng ta đã tạo nên những ác pháp mà mình cho nó là thiện pháp, thì đó là chúng ta rơi vào sự cúng tế tà pháp. Hoặc là những cái loài thú, những cái linh thú như thợ bò, thợ voi, thợ rắn, thợ sư tử, mình cho đó là những cái linh vật ha. Những cái loài đó mình đem thờ, mình tưởng mình làm vậy là đúng, nhưng mà thật sự đó là những cái mà rơi vào trong cái tà pháp, đem đến sự đau khổ cho tất cả chúng ta ha. Rồi xuống dòng, gạch vào dòng, biểu tượng vô tri, hai chấm, biểu tượng vô tri, biểu tượng vô tri, ngọc mani, phải, linh gá vô ni, linh gá chữ này, linh gá vô ni. Linh gá vô ní mở ngoặc và sinh dục nam nữ đóng ngoặc lại, linh gá vô ní. Lửa, mặt trời, mặt trăng, đảnh lễ các phương, chấm chấm chấm. Rồi, tức là ở đây biểu tượng về vô tri, tức là nó không phải là những loài có thức tánh, tức là vô tri chẳng hạn như ngọc mani, thì họ cho rằng thờ những ngọc mani này sẽ giúp cho mình được trong sạch, được tốt đẹp, được tịnh hóa, v.v. Hoặc là thờ cái bộ phận sinh dục nam, sinh dục nữ,
những cái tôn giáo nó có những cái đó, nó cho rằng những cái này là cái mà linh thiêng đủ thứ, rồi lửa, mặt trời, mặt trăng, hoặc lãnh lễ các phương hướng, họ cho phương nam là này, phương bắc là kia nọ, là họ bị dính vào trong những cái tà pháp như vậy. Đó là những cái biểu tượng về vô tri. Rồi xuống dòng hạ đẳng thần, hai chấm hạ đẳng thần. Rồng, kim sĩ điểu, dạ xoa, thần quỷ Atula, càng thác bà, chấm 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 chấm. Rồng, kim sĩ điểu, dạ xoa, thần quỷ Atula, càng thác bà, chấm chấm. Rồi, tức là những loài mà thần mà thuộc về hạ đẳng, những chư thiên hạ đẳng, như rồng, kim sĩ điểu, dạ xoa, thần quỷ Atula, cả các bà, họ thờ những vị này, họ cúng kiến những vị này, họ cho rằng những vị này là những vị đem đến sự may mắn, những sự an lạc, hạnh phúc cho gia đình, cho mọi người ha. Họ sống bằng cái sự đặt hết trọn vẹn niềm tin vào những cái vấn đề này, cho nên họ bị rơi vào trong những cái gọi như là tà kiến, những cái dính mắc về những cái về cái tà pháp, cúng kiến thờ phượng, đem đến cái sự mà dính mắc chấp thủ về những cái nghi thức á, những nghi thức trong vấn đề thờ phượng những cái loại đèn này. Đó mình thấy cái này cũng nhiều lắm, cái vấn đề ngoài đời nó thờ cũng nhiều lắm, thờ thần, thờ những dạ so, hay là những ông thần đất, thần lửa gì đủ thứ chị, thờ dữ lắm. Mấy cái này họ tin rất là nhiều ha. Nhưng mà những cái này mình càng dính vào cái này thì chúng ta càng phải dính vào những cái luân hồi sanh tử, khó mà thoát ra được ha. Rồi đó là một số vấn đề mà về cúng tế, về sai lệch, về tà pháp không. Rồi những mê tín dị đoan, cái dòng B là những mê tín dị đoan. Tin vào các lễ nghi không hợp lẽ đạo, không đúng với tinh thần nhân quả. Tin vào các lễ nghi không hợp lẽ đạo, không đúng với tinh thần nhân quả. Thì vấn đề này nó coi như nó gần như là nó có mặt trong khắp mọi nơi, khắp mọi chúng sanh. Người ta tin vào những cái lễ nghi này, lễ nghi nọ, cúng kiến đốt vàng bạc, mã vàng bạc, rồi cúng kiến đủ thứ chuyện, làm những đủ thứ để họ mong cầu được cái sự là giải thoát trong tương lai, mong cầu được sự sanh về cõi trời kia nọ vân vân. Nhưng mà nó họ làm những cái đó nó không hợp với cái tinh thần của nhân quả, tức là khi mình gieo nhân nào thì mình sẽ được gieo quả đó. Nhưng mà đây họ mong, họ chỉ nghĩ rằng họ cúng như vậy, họ đốt tiền vàng bạc, hoặc là họ làm những cái lễ nghi mà không có hợp với lễ đạo như vậy, họ nghĩ như vậy sẽ đem đến cái sự tốt đẹp trong tương lai. Do vậy được gọi là những cái mê tín dị đoan. Quý vị trong đây có ai có từng kinh nghiệm cái này không ạ? Ai có biết về những cái lễ nghi mà liên hệ đến mê tín dị đoan không? Lên kể cho bà con nghe chút, có ai biết không? Giơ tay coi. Bên Việt Nam này cũng nhiều đó nha. Việt Nam ví dụ này nhiều. Thử cô Nhung có rành chỗ này không hả? Mời cô Nhung lên trình bày cái bên, nhất là Hà Nội ta cũng mê được lắm ạ. Đã từng ha, đã từng làm hồi xa đó, trả lời câu đầy đủ ha.
Rồi, vậy là chúng ta biết là những cái mê tín dị đoan này nó không đem, chẳng những không đem đến lợi ích mà nó còn tạo cho chúng ta những cái sự chấp thủ, những sự dính mắc, những cái tà kiến nặng nề trong cái đời sống. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải nên cẩn thận cân nhắc trong cái đời sống mình. Rồi xuống dầu chi pháp hai chấm. Chi pháp hai chấm. Tâm sở tà kiến cộng bốn tâm tham hợp tà. Chi pháp tâm sở tà kiến cộng bốn tâm tham hợp tà. Rồi, như vậy là giới thủ thần phượng này là chúng ta lấy chi pháp là tâm sở tà kiến phối hợp với là bốn tâm tham mà ta, tức là nó có mặt trong bốn tâm tham mà ta. Thì như vậy khi mà chúng ta dính vào trong cái vụ mà bốn tâm tham mà ta, nó tức là nó có cái tà kiến cho nó mà một cách chặt chẽ và chuyên tâm về những cái này đó, mà thích những cái này và bám víu vào những cái đời sống vậy đó, thì chỉ có con đường là luân hồi xuống những cõi khổ thôi quý vị, và không có cái đường thoát được. Người nào càng nặng chuyện nào thì cái sự đi xuống nó càng sâu chuyện đấy. Đây là cái vấn đề mà rất là nguy hiểm. Mà muốn thoát khỏi được cái này, một người mà muốn đi lên với bậc trên, đi trở thành một bậc thánh đạo đó, là trước tiên là phải làm thế nào để mà bào mỏng cái này trước. Mình làm cho cái tà kiến của mình càng ngày nó càng giảm bớt, giảm thiểu cho tới khi nào chúng ta giết được cái tà kiến này đó, thì chúng ta mới bước vào con đường thánh đạo được. Bởi vì bậc tu đạo quân là diệt trừ, trước tiên là phải diệt trừ cái tà kiến này trước đó ha. Tức là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì trong đó là thân kiến là tà kiến mà giới cấm thủ cũng là tà kiến, thì phải diệt cái tà kiến trước thì mới nói gì nói ha. Chứ chưa có việc tà kiến vẫn còn bị chấp thủ nặng về hình thức lễ nghi cúng bái, nặng về những cái truyền thống này truyền thống kia mà cho rằng đó là cái sự lợi ích đem đến sự giải thoát kia, chúng ta còn bị dính mắc vào tà kiến thì chúng ta đừng có mong mà nói chuyện giải thoát gì ha. Cho nên trước tiên phải tu tập, phải hành để mà thấy được đúng như chân như thật các pháp, hoặc là chúng ta phải hiểu các pháp như đâu là thực tính, đâu là phi thực tính, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là thiện, đâu là thiện, mình thấy cho thật là đúng chính xác. Trước tiên là chúng ta phải có cái nhìn đúng đắn trước các pháp đã, thấy rõ ràng vậy ha. Chứ nếu mà mình chưa thấy được, mình chưa hiểu được thì cái tà kiến mình cũng chưa có bào được đâu. Cho nên mình phải học, phải hiểu các pháp thật là rõ ràng, rồi từ đó chúng ta đi vô pháp hành, mình từ từ mình nhìn thấy cho ra cái sự thật, thấy rõ các pháp đó là vô thường, các pháp đó là khổ, các pháp đó là vô ngã, không có cái gì là ta là của ta nữa. Thì phải từ từ chúng ta sẽ thấy được, bào mòn được cái tà kiến, và cho đến một ngày nào đó vinh quang sẽ đến, chúng ta sẽ diệt trừ được nó và chứng đắc được sơ đạo sơ quả, thành tựu được bậc thánh, đầu tiên bước vào dòng thánh, đó là tu đạo quân. Thì đơn giản là bậc tu đạo quân là chỉ cần làm sao diệt được cái tà kiến là chúng ta thành tựu. Nếu mà còn tà kiến thì đừng có mong ha, đừng mong bước vào ngưỡng cửa, bởi vì ngưỡng cửa đó chỉ để cho những người không có tà kiến, chỉ có tà kiến thì không thể bước vào. Đó là cái chi pháp, cho nên mà rõ ràng là tâm sở tà kiến phối hợp với bốn tâm tham hợp tà. Muốn diệt trừ này, phải tu tập đúng pháp, phải hành đúng bát chánh đạo thì chúng ta mới mong được diệt trừ được cái này ha. Rồi đó là số 3. Rồi giờ tới số 4 là ngã kiến thân phược. Ngã kiến thân phược. Ngã kiến thân phược khi đăng sắc cha phí ni quê sô ca ra gành thô. Khi đăng sắc cha phí ni quê sô ca gần thô, ngã kiến thần phước
Rồi, xả thấu. Bám chặt vào quan điểm sai lầm. Bám chặt vào quan điểm sai lầm ấy, không buông bỏ. Bám chặt vào quan điểm sai lầm ấy, không buông bỏ. Mở ngoặc, kép. Đây là sự thật, đóng ngoặc kép. Mở ngoặc, đây là sự thật. Là cho rằng chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư ngụy. À, cho rằng chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư ngụy. Tức là ngã kiến thân vực, tức là một người mà có cái sự bám chặt, sự mà dính một cách chặt chẽ vào những cái quan điểm, mà những cái quan điểm đó là sai lầm, những cái quan điểm đó không đúng với sự thật, không đúng với những là chân lý, mà bám vào đó, dính mặt chặt vào đó, đặt cái quan điểm mình một cách chặt chẽ vào đó mà không buông bỏ luôn, và dứt khoát và tao không buông bỏ, và tao vẫn cho đây là sự thật, cho rằng đây chỉ có đây mới là sự thật, ngoài ra là hư ngụy. Họ cho rằng, thí dụ như họ cho rằng đây là linh hồn trường sanh bất, linh hồn trường cũ bất biến, thì họ chấp vào quan điểm sai lầm này, họ cho đó là đúng, nhất định không buông bỏ, dù cho ai có nói gì đi nữa, họ vẫn bám chặt rồi đó, và họ cho rằng đây là cái lý mà chân thật, là cái lý mà đúng đắn nhất, ngoài ra tất cả đều là xạo, đều là hư ngụy, đều là hư cấu. Đó là cái vấn đề như vậy. Rồi xuống dòng, tất cả vạn pháp do tự nhiên sanh, vô nhân vô duyên. Tất cả thiện pháp, tất cả vạn pháp do tự nhiên sanh, phải vô nhân vô duyên. Tất cả vạn pháp do tự nhiên sanh, vô nhân vô duyên. Rồi họ cho rằng tất cả vạn pháp, tức là mọi, tất cả mọi vấn đề trên thế gian này, tất cả những vạn pháp trên vũ trụ này đều do tự nhiên, tự nhiên sanh, tức là không có nhân, không có duyên, không có nhân quả, không có duyên hệ, duyên sinh gì hết, cho tất cả là tự nhiên hết. Nó vậy là vậy, chứ không có tin vào những đề mình nói là do nhân này cho quả kia, họ không có tin, cho là tất cả vạn pháp là do tự nhiên hết. Pháp là lý luận về pháp tự nhiên. Đó là cái vấn đề mà bị ngã kiến thân vực, bị chấp dính mắc vào quan điểm sai lầm. Rồi xuống dòng, tất cả vạn vật trên đời đều do Thượng Đế đấng tạo hóa sanh. Tất cả vạn vật trên đời đều do Thượng Đế đấng tạo hóa sanh. Rồi họ là có quan niệm, một số người có quan niệm, một số những cái thời xưa, thời Bà La Môn họ cho rằng tất cả những vạn vật trên đời này, trên thế gian này đều do có một ông Thượng Đế, một ông là tối cao nhất, một vị Thượng Đế tạo dựng lên, tạo thiên lập địa này ha. Họ cho rằng có một cái ông Phạm Thiên, Đại Thiên ha, dựng lên thế giới này, tạo ra thế giới này, tức là không có một cái gì khác ngoài ra. Đó là họ chấp vào cái vấn đề này, họ do suy luận, do cái sự mà
tu tập, họ tu thiền, họ thấy những cái vị đại phạm thiên đó, họ sống lâu quá không chết, họ lên họ thiền, họ bắt được cảnh giới đó, họ thấy những vị đó ở đó hoài, ổng mình thì mình chết, mình bị chết sanh xuống rồi mình đi sanh tùm lum tà la, rồi giờ mình quán lại, mình thấy nhìn tu thiền quán lại thấy được ổng còn sống đến hoài, thì ra ông này là thượng đế, ông này là đấng tối cao tạo ra vũ trụ vạn vật muôn loài, ông là đấng tạo quả xanh, ông là tối thượng trên tất cả chúng sanh. Thì chính vì như vậy họ suy luận, họ cho rằng đây là cái mà vạn vật trên đời này đều do cái vị thượng đế này tạo ra, nhưng mà thực sự tất cả vạn pháp đều phải do nhân do duyên mà tác thành. Nếu mà nhân duyên nó bị cắt đứt, ví dụ do cái này mới có được cái kia, A mới có được B, B mới có được C, giờ mình cắt một cái thì tất cả đều chấm dứt. Chẳng hạn như đơn giản nhất là do có người nam phối hợp với người nữ mới sanh, rồi và có cái thức tục sinh, cái thức mà là mà đồng sanh chung vô ba cái đó, đó có nam nữ và cái thức, ba cái hợp lại mới ra được một chúng sanh. Bây giờ mình cắt một cái, mình chặn một cái là không có người nam thì chỉ có người nữ thì cũng quậy luôn, không sanh ra được gì ha, không có tạo được chúng sanh. Hoặc là mình nói là có người nam có người nữ mà không có cái thức tái sanh thì cũng quậy luôn, không có tạo được chúng sanh. Cho nên tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh kết hợp nhau mà thành, mà không có nhân duyên thì cắt đứt ra là bỏ, cho nên vậy. Rồi giờ có quá sanh thì giờ quá sanh sao là đinh đột ngôn thịnh lình có, tức là phải có cái thức tái sanh. Nếu không có nghiệp quá khứ tác tạo thì làm gì có cái thức tái sanh, mà cái thức tái sanh này là phải thuộc về là những loài mà có cái sự liên hệ đến vấn đề quá sanh, như là ngạ quỷ, atula, địa ngục vân vân ha, hoặc là những vị chư thiên phạm thiên vân vân, những loài là quá sanh, những loài này nếu mà bây giờ không có những cái nghiệp mà nó thích hợp để mà cho tái sanh những cái loài quá sanh thì cũng về luôn, là không có thể sanh được ha. Đó là những cái tất cả đều do nhân duyên tái tạo, do nghiệp duyên, do nam nữ phối hợp, cái thức tái sanh phối hợp vô, nó kết tạo là như vậy để nó thành tựu vân vân. Thì như vậy tất cả vạn pháp đều phải có nhân có duyên của tái sanh, chứ không có một đấng tạo hóa nào sanh ra. Nếu mình cắt một cái thì nó ướt hết. Trong 12 nhân duyên, 12 duyên thì đúng rồi, mình nói 12 duyên thì nó sâu lắm, nó đi vô chi tiết luôn ha. Nhưng mà người ta không thấy được vấn đề này, người ta cho được đó là có một cái vị nào đó họ làm xuống, họ tạo xuống, họ dày dựng lên, đó là vấn đề mà chúng ta thấy rằng cái sự mà không hiểu biết về cái chân lý, không nắm bắt được cái định luật của thế giới này thì chúng ta bị dễ bị lầm lẫn, dễ bị rơi vào những cái kiến thủ này, về chấp thủ vào những cái mà sai lầm, những cái sự mà tri kiến lệch lạc. Và như vậy khi mình chấp sự sai lầm như vậy là chúng ta từ cái sai lầm nhỏ đi tới cái sai lầm lớn, và nó cứ như vậy nó tăng trưởng, cho đến khi nào mà chúng ta thấy được chánh pháp, gặp được đấng tôn sư thì ngài điểm độ mình thì quả mai mình mới có thể hy vọng mỏng manh ha, mình có thể trở lại được, còn nếu không là tiêu tùng ha, và cứ đi vòng hoài ha. Bởi vì do gì? Do sự chấp kiến sai lầm. Chấp kiến sai lầm thì nó sẽ đưa đến cái sự luân hồi và không có đường tháo gỡ. Vì vậy chấp chặt vào tri kiến sai lệch mà mình cho là đúng, coi như là tiêu ha. Bởi vì nó là lệch, nó là sai lệch mà mình cho nó là đúng thì coi như là cái tri kiến của mình là coi như là không xài được rồi ha, là nó lệch lạc. Rồi như vậy xuống dòng chi pháp tâm sở tà kiến cộng bốn tâm tham hợp tà. Chi pháp tâm sở tà kiến cộng bốn tâm tham hợp tà, thì như vậy những cái này nó cũng đều là từ cái tà kiến thủ mà ra ha, do tà kiến phối hợp với bốn tâm tham hợp tà mà đưa đến những cái sự sai lệch về sự suy nghĩ, sai lệch về những cái tri kiến, sai lệch về những cái quan điểm, mình cho đây là ngã, đây là của ta, đây là linh hồn của ta, đây là thượng đế của ta, đây là giảng pháp này là do ông trời sanh ra, giảng pháp do tự nhiên sanh ra, không có do nhân do duyên nào cả, mình cho đó là sự thật,
mình chấp chặt vào những cái đó. Bởi vì sao mình chấp chặt vào cái đó? Bởi vì mình vô mình, vô mình, mình không thấy được cái sự thật đó. Mình không thấy được những sự thật, nó tất cả đều do cái sự phối hợp và nhân duyên tác thành. Không có gì mà tự nhiên hiện ra được hết. Tất cả đều phải có nhân, có duyên, có đầy đủ những cái sự mà tác động đầy đủ nhân duyên, đầy đủ điều kiện nó mới phát sinh ra được các pháp. Còn nếu không thì tất cả đều biến mất không. Đó là cái sự thật như vậy. Cho nên rất khó mà chúng ta biết được những điều này. Nếu chúng ta không có phước duyên để mình đi vào trong chánh pháp, thì chúng ta cứ tà kiến mà cứ tàn tàn ha. Tà kiến tà tà đi vào cõi khổ. Đó là vấn đề mà chúng ta được biết là những cái mà chúng ta học ngày hôm nay, những cái mà tri kiến mà chúng ta biết ngày hôm nay được, nó là nhân, là duyên, nó sẽ giúp cho chúng ta đi ra khỏi cái con đường đau khổ, giúp cho chúng ta thoát khỏi cái sự mà tri kiến lầm lạc. Cho nên nếu mà chúng ta không có học những cái pháp này, chúng ta không có biết được những cái pháp của Đấng Thế Tôn để lại chúng ta, thì dễ gì mà chúng ta biết được cái gì? Vô phương luôn á. Không có Đức Phật thì chúng ta vô phương. Mình cứ bị tham ái nó dây chặt, tham ái nó bám víu, nó quấn mình ha. Là vô minh nó che đậy mình, thì chúng ta cứ nằm trong cái tâm tham tà kiến này, triền miên tà kiến chấp thủ, rơi vào những cúng kiến sai lầm vì tham sống sợ chết, vì sợ nghèo tham giàu, vì đủ thứ, tất cả mọi thứ mà chúng ta luôn luôn phải dính mắc vào đó. Những cái kiến thủ, những cái giới cấm thủ, những cái này kia là chúng ta khó mà thoát được. Bây giờ chúng ta học được pháp, mình hiểu được giáo pháp Đức Phật, nhưng mà đôi khi mình cũng vẫn còn bị, nhiều khi mình cũng vẫn còn khoái vào hình thức lễ nghi cúng kiến này kia nọ, rồi những cái hình thức này kia mình cho rằng chẳng hạn như đeo dây này đeo dây kia sẽ được phước báo đủ thứ chuyện, mình tin vào những cái đó, tâm mình vẫn còn ha, khó hết được mấy. Cho nên đó là cái vấn đề mà chúng ta có được phước duyên, mình học được biết đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, đâu là tà kiến, đâu là chánh kiến, đâu là sự thật, đâu là hư nguyện, biết rất rõ ràng. Đó là cái vấn đề mà thấy như vậy. Rồi mời cô Hà. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ thưa thầy, nãy thầy có nói về cái mấy cái sợi dây đó, thì con thấy con cũng có thắc mắc á, tại nhưng mà tại sao con thấy chư tăng vẫn cứ nói, thí dụ như đi chùa nói ở đây tới đây sư cho cái sợi dây này rồi chúc tụng, thì cái đó thì nếu mà nói là không đúng thì tại sao chư tăng vẫn như khuyến khích á, thì con chưa có, con thắc mắc cái đó thưa thầy. Dạ con xin trao mic cho thầy. Điều này cũng hơi căng. Điều này để mà gây cho thí chủ được có thêm niềm tin để mà đến học hỏi tu tập này kia ha. Còn giờ ai cho cô thì cứ tới, ai cho Hà thì Hà cứ tới gặp ngân sư đó, hỏi sư cho cái này là có hết tham hay không, sư cho cái này con có hết tà kiến hay không, cô hỏi sư vậy, cô hỏi tôi vậy. Nói ra mà mất lòng dữ. Rồi đang học ở đây ha. Còn nguyên vậy, còn nguyên. Rồi do phước báo hôm nay, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sáng lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm cái đi đến thành tựu chánh trí đồng niệm nhau cả thể. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam A Di Đà, Nam mô Sang Khả Giá. Rồi trả mic lại cho MC. Rồi chúc cho cô Hà đeo được dây nhiều nhiều, chúc con mau hết tham ha. Dạ sa thú lành thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng đông đông thành kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay, để cho đạo tràng học hiểu và hành chút để có thể đến gần đến lời dạy của Đức Thế Tôn, để sớm đoạn tận khổ cái sanh luân hồi. Một lần nữa Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân thầy. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ con không biết đại đức Pháp Trang có chiếc máy không mạch chứ, sư có chiếc máy sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ con kính tri ân sư.
Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Phật tam ăn ghê na quan đề hằng ba đà phạn sum và ruột tam ăn Bụt thể vô khả lý tâu đô sơ bụt thô khả mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần di chân Đức Phật là đặng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi anh cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng thẩm anh cho Đức Quý Thân quả răng. Thầm mê vô khá ly tâu